Em xin chào các bác, em ở bên Lương Âm Thanh, Lương Audio. Thì hôm nay thì tiện một cái đơn hàng của một cái chú khách. Chú ấy qua, chú ấy mua một con vang cơ. Và cái con vang này là có đến từ thương hiệu là Lake Acoustic. Và mã con này là FX9 Plus nhé các bác nhé. Và cái dòng vang này đang là một cái dòng vang cơ đứng đầu thị trường hiện giờ. Nhưng mà các bác đặc biệt lưu ý là hiện giờ trên thị trường cái dòng vang này bị làm nhái rất là nhiều. Nên thành ra khi mà các bác mua thì các bác đặc biệt lưu ý hãy chọn những cái cơ sở uy tín để tránh phải mua phải hàng nhái, hàng giả. Và hôm nay thì có một cái video nó rất là đặc biệt là ở cái chỗ là bác khách này bác đang sử dụng âm ly, và hôm nay thì bác cũng bê luôn cái âm ly đến cửa hàng. Đấy, thì trong cái trường hợp này là bác khách bác mua con vang cơ về để nâng cấp cái tiếng của âm ly hơn, để cái tiếng âm ly nó hay hơn, nghe nhạc nó hay hơn và hát nó cũng sẽ hay hơn. Ở đây thì đây là chú khách. Chú ở đâu nhỉ chú nhỉ? Hà Đông. Hà Đông, chú khách ở bên Hà Đông. Thì chú cũng là một cái khách quen ở bên cửa hàng, thì cũng rất nhiều lần mua ở cửa hàng rồi. Thì hôm nay thì tiện một cái đơn hàng, là một cái đơn hàng này thì rất nhiều những cái gia đình mà đang gặp phải cái hiện tượng như này. Là có nghĩa là ở gia đình chúng ta đang sử dụng cái âm ly, đang sử dụng đa phần là các bác sẽ sử dụng số nhiều là các bác đang sử dụng cái âm ly. Và bây giờ tự nhiên bảo bỏ cái âm ly đi để mua một cái bộ thiết bị khác ấy, thì tự nhiên là mình thấy tiếc và thấy nó tốn kém nhiều quá. Thì bây giờ có một cái phương án rất là tuyệt vời là các bác chỉ cần mua một con vang cơ. Và cái thời điểm hiện tại là cái con FX9 là một cái con mà FX9 Plus là một cái con đáng sử dụng nhất. Để đáng các bác mua để các bác nâng cấp lên những cái âm thanh của mình lên. Thì các bác đang sử dụng âm ly thì nhược điểm phần lớn của những âm ly là nghe nhạc của nó chưa hay. Đặc biệt là khi mà hát thì nó rất hay bị rú rít mic. Và có rất nhiều những cái âm ly mà sau khi chúng ta sử dụng lâu năm rồi ấy, thì những cái chiết áp của âm ly này chúng ta vặn thì thấy là nó cứ nghe nó sột xoẹt ở loa. Cái nữa là lúc nó ra vào một loa, lúc thì ra hai loa, xong là loa nó sột xoẹt, lúc nó ra đều hai kênh loa, lúc thì ra một kênh. Thì đấy, những cái âm ly mà sử dụng lâu rồi thì cái chiết áp của nó bị kém đi. Đấy, thì cái trở kháng cũng như là cái phần tiếp xúc của chiết áp nó bị kém đi thì nó bị cái hiện tượng như vậy. Đấy, và đặc biệt là chủ yếu là cái âm ly thì thường là tiếng nó sẽ kém, đặc biệt là khi hát nó hay bị rít mic. Thì khi đấy thì các bác hãy nghĩ ngay hộ em là vẫn giữ lại cái âm ly chúng ta và chúng ta sẽ nâng cấp lên để nó hát hay hơn. Đấy, và nó đỡ chi phí hơn thì chúng ta hãy mua thêm một cái con vang cơ. Và cái thời điểm hiện tại là cái con FX9 Plus là cái con đáng sử dụng nhất. Mỗi thời điểm thì một khác nhau, nhưng mà thời điểm hiện tại thì hôm nay em làm video thì con FX9 là cái con đáng sử dụng nhất bây giờ. Thì em sẽ quay qua một lượt cho các bác nhé. Ở đây thì con âm ly này là con âm ly là âm ly 2 kênh. Thì cũng nói chuyện luôn với các bác là một số những cái bác mà đang sử dụng âm ly ấy, thì thấy các bác thấy em rút hết những cái cầu loa ra này. Đây ạ. Chú hộ cháu một tay đây ạ. Đây chú khách chú nhường cái dây này để em giới thiệu cho các bác. Một số bác là đang sử dụng âm ly thì cái phần đấu nối thì các bác cũng bị đấu sai ở cái chỗ đường tín hiệu dây loa ra ấy. Thì các bác sẽ nhìn là thấy con âm ly này đằng sau nó ra nó rất nhiều dây loa. Đấy, tất cả đây hiện tại là có 4, các bác có thể để 4 đấu 4 đường dây loa. Thì thực tế ra thì cái con này nó chỉ là âm ly 2 kênh thôi, và thực ra nó chỉ có 2 đường dây loa là chủ chốt. Còn ở đây người ta lai ra là 4 đường ở đây, thì thực ra thì nó chỉ đây là ví dụ như các bác nhé. Đây là kênh đây là nó sẽ phân ra, cái con âm ly là sẽ phân ra hai kênh là kênh loa trái và kênh loa phải, thì các bác sẽ bổ đôi cái âm ly này ra này. Đây, thì đây là một kênh loa và đây là một kênh loa còn lại. Còn ở đây các bác thấy nó ở trên là một dây loa, ở dưới là một dây loa, thì thực ra hai cái dây này nó là một. Các bác nhớ, hai dây loa nó là một. Thì khi mà các bác đấu thì các bác phải lưu ý hộ em là các bác sẽ đấu một, nếu mà các bác có hai loa thì bác sẽ đấu một cái bên này, bên cọc bên này, và một cái đấu bên cọc bên này. Còn các bác đấu ở trên hay ở dưới thì cũng như nhau. Bác nhớ, lưu ý đó, ở trên hay ở dưới như nhau. Nhưng mà chỉ các bác thì phải là một bên trái và một cái bên phải thì mới là đúng. Chứ tránh cái trường hợp nhiều bác là đấu cả hai loa vào một bên như này. Đấy ạ, ví dụ như đây là một dây loa ra rồi nhé, xong các bác lại đấu một cái loa như này nữa, mà trong khi đó các bác là chỉ ở nhà chỉ có hai loa thôi, thì các bác nghe như này là các bác sẽ chỉ sử dụng một cái vế công suất của loa thôi, và các bác nghe như này là các bác nghe mono. Đấy, nghe mono thì khi nghe như này thì tiếng nó sẽ không hay, và tự nhiên là hai loa nó dồn hết vào một kênh công suất. Đấy, thì là tự nhiên là mình dùng sai cách. Đấy, thì khi mà các bác sử dụng âm ly mà có hai loa thì các bác lưu ý là phải đấu hộ em là một loa bên trái và một loa bên phải của âm ly. Đấy, còn cái cầu trên hay cầu dưới thì nó như nhau các bác nhé. Các bác có thể là một loa bác đấu ở cầu trên bên phía tay trái này, và một cái loa còn lại các bác có thể là đấu cầu dưới của loa bên của cái vế bên phải. Đấy, thì tùy các bác, nhưng mà lưu ý là bên trái bên phải là mỗi bên là một vế công suất, thì các bác phải chia đều loa ra. Đấy, thì em sẽ đấu lại như này ở đây, và các bác lưu ý là sẽ phân cực là âm dương rõ rệt nhé các bác nhé. Đấy, thì khi mà đúng cực âm dương thì nghe tiếng âm thanh nó sẽ chuẩn hơn. Ở đây thì con âm ly của bác khách này thì bác ấy nâng cấp. Thì nâng cấp âm ly thì các bác sẽ có hai cách lắp đặt.
Đây em nói lại thì cái video như này em làm rất là nhiều rồi. Và rất là nhiều những cái bác mà đã sử dụng âm ly và muốn làm như này để mình nâng cấp âm ly lên và nghe thì nó sẽ hay hơn rõ rệt luôn các bác ạ. Đây bác khách đây. À, chú công nhận là khi mà bật lên thì nghe thì nó hay hơn rõ rệt đúng không? Hay hơn, nên hay hơn quá nhiều đúng không? Tuyệt vời luôn. Đấy. Âm ly cũng là đừng có bỏ gì cả. Đấy. Chỉ cần mua cái vang Lex X98. Đấy các bác, thời điểm này thì các bác chỉ mua con 8 hoặc con 9 các lắp vào là nghe ok và nghe nó mượt hơn rất là nhiều các bác nhé, nghe nó khác hẳn. Ở đây thì lắp vào âm ly thì các bác sẽ có hai cách lắp. Một là các bác sẽ lắp cách bình thường là đưa đi vào đường tín hiệu vào bình thường của âm ly. Đây là ví dụ cách lắp bình thường các bác nhé. Thì đối với những cái con âm ly của các bác thì nó sẽ có hai phần. Thứ nhất là vế công suất âm thanh. Thì vế công suất âm thanh nó liên quan đến con sò để nó khuếch đại tín hiệu nó thúc ra loa. Đấy là thứ nhất. Và cái vế thứ hai đó là vế trung tần. Vế trung tần là cái vế mà các lo xử lý tín hiệu nhạc. Thì người ta gọi là cái vế trung tần. Bọn em gọi là thợ, bọn em gọi là cái vế trung tần. Thì khi mà cái vế trung tần nó xử lý xong tiếng mà nhạc cũng như tiếng mix xong thì nó sẽ đưa ra, nó đưa vào cái vế công suất âm thanh. Đấy, thì nó khuếch đại nó đưa ra loa. Thì nếu mà các bác lắp các bình thường thì các bác để thôi, em nguyên cái cầu chữ U đằng sau, cái cầu chữ U này. Thì cái cầu chữ U này để làm gì? Để cái cầu chữ U này nó nối cái giữa cái vế trung tần, cái vế trung tần của âm ly đưa sang vế công suất âm thanh. Đấy, thì là có nhiệm vụ của cầu chữ U là đưa từ tín hiệu từ vế trung tần sang vế công suất để cái vế công suất nó khuếch đại lên. Thì trong cái trường hợp mà các bác muốn mà vẫn sử dụng cái vế trung tần của âm ly thì các bác để nguyên cái cầu chữ U này và đường tín hiệu từ trên con vang đây ạ. Đường tín hiệu từ trên con vang đây là hai đường loa trái và loa phải nhé. Đưa xuống đây và đưa vào đường tín hiệu bình thường là cổng A hoặc là cổng B của con âm ly. Đấy. Đấy là cái trường hợp mà chúng ta vẫn sử dụng cái vế trung tần của con âm ly. Thì khi như này thì tất cả những cái chiết áp của con âm ly các bác nhé, tất cả những cái chiết áp của con âm ly ở hàng dưới cùng này, ví dụ như con âm ly này ở hàng dưới cùng này, thì các bác vẫn có thể chỉnh được, chỉnh equalizer của nhạc cũng như là của mic thì các bác chỉnh thì vẫn chỉnh được. Đấy là trong trường hợp sử dụng là các bác vẫn sử dụng cái vế trung tần của con âm ly. Và các bác đặc biệt lưu ý là khi mà đã lắp thêm cái con vang cơ này thì tất cả những cái chiết áp của mic này thì các bác sẽ không sử dụng ở trên âm ly nữa, thì các bác sẽ cho nhỏ hết cỡ của em để tránh cái trường hợp mà khi mà mic chúng ta khuếch đại lên thì nó bị tiếng sôi ở loa. Nhiều bác mà có tiếng sôi ở loa thì chủ yếu là do cái đường mic là chúng ta vặn to quá thì nó sẽ tạp âm sôi ở loa, thì các chúng ta sẽ cho nhỏ hết cỡ lại như này. Đấy, và những cái chiết áp của cái hàng dưới cùng này là chiếc áp chỉnh equalizer. Đấy, thì bây giờ nó sẽ chuyển thành cái equalizer khi mà chúng ta lắp cái cả vang. Thì khi mà mới đầu chúng ta bật thì chúng ta để lưu ý là chúng ta để hướng hết 12 giờ đấy ạ. Cụ thể là trong cái trường hợp này của bác khách này để hướng hết 12 giờ. Chưa chỉnh cái giả, khi mà mới đầu lắp thì chúng ta cứ để hướng mặc định là 12 giờ đây. Đấy. Đấy là cách thứ nhất là chúng ta vẫn sử dụng cái vế công suất âm thanh về vế trung tần của âm ly. Còn trong cái trường hợp chúng ta, thứ hai là chúng ta những cái chiết áp của âm ly ấy, những cái chiết áp của âm ly như này này mà chúng ta sử dụng lâu ngày quá rồi mà các vặn mà nhiều khi nó ra một loa, nhiều khi nó ra hai loa, nhiều khi nó cứ sột xoẹt đấy, thì những cái chiết áp này nó bị hỏng rồi. Thì lúc đấy thì em khuyên các bác là hãy bỏ, không sử dụng cái vế trung tần của âm ly nữa, bỏ hết hẳn chiết áp đi và chúng ta sẽ rút cái cầu chữ U này ra. Đấy ạ, rút cái cầu chữ U này ra. Thì trong cái cầu chữ U này thì nó sẽ có hai cái đường tín hiệu đi vào vế công suất âm thanh của con âm ly này. Thì khi mà rút cái cầu chữ U, nó bỏ cái cầu chữ U ra thêm ra thì chỉ sử dụng cái vế công suất âm thanh của cái con âm ly thôi. Và lúc đấy là biến con âm ly thành một cái cục đẩy. Thì các bác một số âm ly thì nó sẽ ghi là đường tín hiệu vào đây, nó ghi là in luôn. Đây là cái chữ in này này là đường tín hiệu vào công suất âm thanh. Thì khi mà các bác bật âm ly là các bác cắm lên thì nghe các bác sẽ nghe thì tiếng bồ bồ của loa. Đấy, các bác nghe thấy không ạ? Đấy. Thì có nghĩa là khi mà có tín hiệu vào và nó khuếch đại lên và nó tạo thành cái tiếng bộp bộp ở loa là như vậy. Đấy, đây là một loa nhé, và đây là một loa còn lại này. Đấy, thì có nghĩa là hai cái vế công suất âm thanh này nó vẫn hoạt động bình thường, vẫn là tốt. Đấy, thì trong cái trường hợp mà cái vế trung tần của con âm ly mà nó không tốt mà nó có sột xoẹt ấy, thì em khuyên các bác là các bác sẽ rút cái cầu chữ U ra và các bác đâm thẳng cái đường tín hiệu từ trên con vang này, đâm thẳng vào vế công suất âm thanh của con âm ly. Đấy là như vậy. Đấy có nghĩa là trong cái trường hợp mà không sử dụng cái vế trung tần thì các bác cắm luôn nhà nhé. Thay vì cắm vào cái cổng đường vào bình thường thì bây giờ các bác sẽ rút cầu chữ U và cắm thẳng vào vế công suất luôn. Và lúc này cái con âm ly này chỉ sử dụng cái vế công suất thôi và nó là một cái cục đẩy, nó biến thành một cái cục đẩy công suất. Và tất cả những cái chiết áp ở trên là không sử dụng được và cái công tắc chỉ có công tắc tắt bật nguồn thôi. Đấy, và bây giờ em quay lại cái trường hợp là của bác khách này thì con âm ly này của bác ấy thì những cái chiết áp ấy thì nó còn tương đối là ok, thì em vẫn sử dụng cái cầu chữ U này nhá. Và tí nữa em sẽ rút cái cầu chữ U ra em thử cho các bác là trong khi trường hợp là các bác biến cái con này thành cục đẩy. Bây giờ em sẽ thử nhạc ở đây. Và đây em cũng giới thiệu luôn cho các bác mà cái mic có dây này các bác nhá, bán cực kỳ chạy. Và em đứng ra em đảm bảo với các bác là khi mà các bác mua cái sản phẩm này về các bác sẽ rất là ưng ý. Tiếng con này rất là hay. Tiếng cực kỳ hay luôn ạ. Nói lại với các bác là cái mic này em bán rất là chạy.
rất là chạy hàng. Nó là mic có dây thôi nhưng mà tiếng nó cực kỳ tuyệt vời. Và cái dòng này là dòng mic, cũng là dòng mic cao cấp, tiếng nó rất là hay và người ta làm nó rất là chắc chắn. Các bác sẽ nhìn ở đây là cái gen vặn nó rất là chắc. Cái này thì em đã giới thiệu các bác rất là nhiều rồi, thì hôm nay em thử luôn cái 6, 7. Các bác lại lưu ý ở đây là tất cả trên cái hệ thống này ở dưới con âm ly em cũng để hướng mặc định, không chỉnh cái gì bác nhá, mặc định luôn 12 giờ hết cái này. Và ở trên cái con vang này cũng thế ạ, tất cả để hướng mặc định, chưa chỉnh bất kỳ một cái gì ạ. Đầu tiên là bây giờ mình sẽ nghe nhạc này. Và lại có cái hay nữa ở đây là các bác nhá, ở con âm ly này nhưng mà em phải lắp một đôi loa full bass 30 các bác nhá. Lắp vào full bass 30, bình thường âm ly mà kéo bass 30 thì nghe nó rất là lặng tải với nó, và nghe nó không chắc tiếng đâu, không khỏe tiếng đâu. Đấy, nhưng mà ở đây thì khi mà lắp thêm một cái con vang cơ này vào thì một phần cái con vang cơ này nó sẽ thúc cái phần công suất nó khỏe hơn một chút. Đấy, và tiếng nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đấy, các bác sẽ nghe thấy mà âm ly mà kéo full 30 thì mà nghe tiếng rất là phê luôn. Đây sẽ bật một đoạn đầu cái nhạc này. Đấy, nghe rất là phê, rất là sáng tiếng các bác nhé. Và đây không cái gì bằng thực tế, bằng hàng của bác khách, để bác khách bác phát biểu luôn. Vâng. Nói chung là nhà mà có cái âm ly cũ thì đừng bỏ đi, lên mua một cái vang Lex X8 hoặc Lex X9 vào, coi như là cái âm ly thì mình biến thành một cục đẩy thì nó sẽ rất hay, rất hay. Đấy, chú nghe cũng nhận hay đúng không? Vâng. Đấy, mà kéo loa full bass 30 chú nhỉ, mà nghe tiếng rất là rất tròn tiếng. Đấy. Đấy thì các bác nhé, đây là một cái video thực tế, thì những cái bác nào mà đang sử dụng âm ly mà cảm thấy âm ly của mình nó chán, hơi nghe nó chán ấy, thì các bác sẽ chọn cái phương án là hãy mua thêm một cái con vang cơ, các bác sẽ lắp vào để nâng cấp cái âm ly của các bác, thì em khẳng định nó sẽ hay hơn rất là nhiều các bác nhé. Và nó lại đặc biệt ở nữa ở cái chỗ là khi mà các bác mua con vang cơ này về thì các bác sẽ được sử dụng mãi mãi được. Ở cái chỗ là về sau các bác, ví dụ như các mà về sau mà các bác muốn ai đó mà lấy lại con âm ly của các bác bán cho người ta, và các lúc ấy các bác mua cục đẩy, thì khi mà các bác mua cục đẩy rồi thì có con vang này nó vẫn sử dụng được, vẫn sử dụng được bình thường các bác nhé. Đấy, và lắp vào cục đẩy thì rõ ràng nó sẽ hay hơn là lắp vào âm ly. Đấy, cái trong trường hợp mà đầu tiên là chúng ta mua thêm cái con vang đấy và sử dụng trước cái con âm ly, về sau mà ví dụ như là đổi được con âm ly sang cục đẩy thì lại càng tuyệt vời hơn. Đấy, chứ không phải là khi mà chúng ta đổi sang cái cục đẩy mà con vang này cũng đổi theo đâu, cũng không sử dụng được, mà nó vẫn sử dụng được bình thường, tiếng nó rất là hay. À, đấy là cái trường hợp mà vẫn sử dụng cái vế equalizer của con âm ly. Đấy, trong trường hợp này thì các bác sẽ vừa sử dụng được ở trên con vang và vừa sử dụng được ở dưới âm ly, có nghĩa là hai cái đều chỉnh được. Nhưng mà khi mà chỉnh như này thì các bác phải phối hợp giữa hai cái với nhau. Ví dụ đây nhé em. Đây, ở âm ly vẫn cho to nhỏ được. Ở âm ly vẫn cho to nhỏ được và vẫn chỉnh bass tép được các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho các bác là cách chuyển con âm ly thành cục đẩy. Khi chuyển âm ly thành cục đẩy, các bác sẽ rút cái cầu chữ U này ra, rút cái cầu chữ U này ra, bỏ cầu chữ U này ra và chuyển cái đường tín hiệu vào là sẽ đâm thẳng vào vế công suất của con âm ly, đâm thẳng vào vế công suất của con âm ly. Đấy, thì lúc này con âm ly nó sẽ biến thành một cái cục đẩy công suất. Đấy ạ. Thì toàn bộ những cái chiết áp của con âm ly này nó sẽ vô tác dụng nhé các bác nhé. Em đây sẽ bật ở trên này. Các bác bây giờ chỉ chỉnh ở trên vang thôi, còn âm ly bây giờ nó chỉ thành một cái cục đẩy công suất thôi. Đấy, có nghĩa là âm ly bây giờ là tất cả những cái chiết áp nó vô tác dụng hết. Đấy, và nó chỉ biến thành một cái cục đẩy công suất thôi. Và thưa các bác là trong cái trường hợp mà những cái phần equalizer, phần trung tần của con âm ly mà kém ấy, thì khi mà các bác rút bỏ cái phần equalizer, phần trung tần của con âm ly ra và cắm thẳng đường công suất từ trên con vang xuống vào, thì đa phần em cảm thấy đa phần là nó sẽ hay hơn là chúng ta để cái phần trung tần. Để đa phần là sẽ hay hơn. Vì cái phần của trung tần của âm ly là những cái âm ly mà đời cũ rồi, thì cái phần trung tần nó xử lý tiếng nhạc rất là kém. Thì chúng ta bỏ hẳn đi và chúng ta chỉ sử dụng cái vế công suất của âm ly thôi. Và lúc đấy thì nghe em thường thấy là 90% nó sẽ hay hơn là để vế trung tần, và chúng ta lại dễ sử dụng hơn. Đấy ạ. Đúng không chú? Nghe nó sạch hơn. Đấy, nghe nó sạch hơn đấy. Bỏ hẳn cái vế trung tần ra thì nghe nó sạch, tiếng sạch hơn rất là nhiều.
và chúng ta lại dễ sử dụng hơn, và toàn bộ là chỉ sử dụng ở trên cái con vang thôi, chỉnh ở trên con vang thôi. Đấy, và chỉ sử dụng cái bế công suất của con âm ly thôi thì nghe tiếng nó sẽ hay hơn, nó sẽ sạch hơn. Đấy, em cảm thấy là con âm ly thôi nhưng mà kéo loa full bass 30 mà nghe tiếng rất là phê. Bây giờ em sẽ thử hát một đoạn karaoke đi các bạn. Rồi em chuyển cái con vang này về chế độ Bluetooth các bác nhé. Con vang này, con vang đời cao thì nó có kết nối không dây với điện thoại này, đọc USB này, đọc dữ liệu ở USB này, và nó có đường giải mã tín hiệu quang học. Đấy, nó rất là hay. Nó là dòng đời cao, nó rất là hay. Ở đây thì đầu tiên là sẽ kết nối là Bluetooth này. Em sẽ vào phần Bluetooth. Đầu tiên là các bác sẽ sử dụng con này thì các bác sẽ chuyển về chế độ Bluetooth nhé. Đèn ở chữ BT này này. Sau đó các bác sẽ đi vào phần Bluetooth và các bác sẽ ấn phần tìm kiếm thì nó sẽ hiện lên cái con vang Lake FX9 đấy ạ. Đây ạ, màu xanh Lake FX9 này. Các bác sẽ tích vào và nó sẽ thông báo đấy, nó có nhạc thông báo lên là đã kết nối thành công. Bây giờ thì em sẽ hát thử một cái bài karaoke xem nào. Hát bài. Chú có làm bài gì không nhỉ chú nhỉ? Chú thử hát đi nhỉ. Chú thử hát đi. Đây chú khách này thì chú cũng vừa nghe cái con mic này thì chú cũng nghe thấy tiếng rất là hay. Chú cũng bảo lấy cho chú một chiếc. Tiếng rất là hay luôn các bác nhá. 6 7. Và các bác đặc biệt lưu ý ở đây là cái con mic này em cắm vào trên con vang này các bác nhá, không hề chỉnh bất kỳ một cái gì ạ. Chỉ chỉnh ở đây là chỉnh cái to nhỏ và cái phần echo của con mic thôi. Còn tất cả cái phần equalizer là chưa chỉnh cái gì cả. Nếu mà chỉnh nó sẽ hay hơn rất là nhiều, nhưng mà đây em chưa chỉnh cái gì. Thì các bác biết là cái con vang này cái khả năng mà đáp ứng của nó rất là cao. Bài gì nhỉ? Quen hát bài gì nhỉ? Xem nào. Đây em sẽ hát một đoạn bài này. Sai lầm của anh. Đi Việt với công nghệ lên bên lạnh. Alo 6712. Tiếng rất là hay luôn. Anh từng quá trách em rất nhiều. Sao ngày ấy bỏ anh trong tôi. Anh từng nói với em rất nặng lời. Sau ngày ấy để anh ôm chơi tôi. Giờ lớn hơn anh mới hiểu. Anh cũng muốn một sớm không lo. Máy điện thoại của em nó hết pin. Nó hết pin. Đấy, các bác sẽ nghe thấy một đoạn thôi nhưng mà tiếng nhạc nó rất là vào và hát rất là quện mic các bác nhé. Mặc dù là chúng ta chưa chỉnh cái gì ở cái phần equalizer nhưng mà nghe tiếng nó cũng rất là quện rồi. Rất là quện, rất là hay. Đấy thì đây là một cái video rất là trực quan về cái sản phẩm là trong cái trường hợp là các bác sẽ nâng cấp âm ly. Đấy, rất nhiều các bác đang sử dụng những cái âm ly mà âm ly ở nhà thì thường chúng ta sử dụng mua lâu rồi thì cái chất lượng nó cũng kém. Và cái lựa thứ hai nó là cái công nghệ cũ thì là cái xử lý tiếng nhạc cũng như tiếng mic nó rất là kém. Thì bây giờ các bác sẽ vẫn tận dụng cái âm ly đấy và mua thêm một con vang cơ này này. Chỉ trong thời điểm hiện tại thì cái con FX9 hoặc là FX8 là cái con đáng sử dụng nhất bây giờ. Đấy thì các bác sẽ lắp vào âm ly và sẽ nâng cấp của âm ly chúng ta lên. Và khẳng định với các bác là tiếng nó sẽ ra hay hơn rất là nhiều các bác nhé. Đấy, em đứng ra em khẳng định các bác là tiếng nó sẽ hay hơn rất là nhiều, rất là hợp lý. Đấy, thì và đây cũng là một cái mic có dây bán rất là chạy. Vừa rồi thì em nhập 200 chiếc với các bác nhé. 200 chiếc mic này nó rất là rẻ tiền thôi. Nhưng mà cái khả năng sử dụng của nó rất là hay. Tiếng nó rất hay. DM 3.0, Watt Freedom DM 3.0 các bác nhé. Đến cái dòng này là dòng đến từ cái thương hiệu bên châu Âu các bác. Tiếng nó rất là hay. Và giá cũng rất là mềm nha các bác ạ. Đây ạ. Đây bác khách đã thử luôn. Đấy, tiếng con là nó rất là hay. Bán rất là chạy, tại sao em lại nhập nhiều như vậy? Hiện giờ thì với những cái dòng mic mà không dây thì cũng rất là nhiều thôi. Nhưng mà khi mà các bác sử dụng những cái mic có dây, những cái dòng tốt như này thì tiếng nó lại khác hẳn luôn. Mỗi tội là khi mà sử dụng cái này thì dây dợ thì nó so với những cái mic mà không dây thì dây dợ nó hơi lằng nhằng một chút. Nhưng mà về cái chất âm thì nó sẽ hay hẳn hơn so với những cái mic mà không dây loại rẻ rẻ tiền. Đấy. Đây chú cắm hộ cháu ấy. Đấy con này thì nó cắm xong nó có cái gen rồi. Mà cái con này em đã làm video rất là nhiều các bác nhé. Ở bên trong cái dây này các bác nhé. Ở bên trong cái dây này người ta bện dây dù. Dây dù rất là chắc. Nếu mà em đã có cái video là em buộc cái dây này vào con âm ly và em xách cái con âm ly 506 ấy. Âm ly 506 nó cũng rất là nặng. Nó cũng mười mấy hai mươi mấy cân ấy. Đấy, rất là nặng. Rất là nặng luôn.
À đây tí cháu với chú kéo co bằng cái dây này luôn. Đấy. Cháu với chú khách này, đây bác nhá. Alo 67. Nghe rất hay luôn chú. Alo. Rất là nhạy tiếng luôn nhỉ? Rất là nhạy tiếng. Đấy, thứ hai chú cháu mình co nhau một cái dây này đây. Không, không đây là cái gì, cháu cũng khẳng định với chú là cái dây này nó rất tốt thì cháu mới bảo chú quận hai dây vào, quận đấy như thế. Rồi chú co hết sức của cháu, co hết sức. Đấy chú cầm một đầu này. Thì làm sao đâu mà. Đây là cái video trực tiếp, nó là cái sản phẩm nó có là thì cháu nói thế, chú quận vào, chú quận vào. Chú quận vào thế, một tay mồm mồm chú alo của cháu. Alo. Chú bật mic lên. Dây này các bác kéo co được luôn các bạn, bên trong nó dây rồi. Chú hết sức cậu cháu, hết sức cậu cháu. Chú cứ hết sức cậu cháu. Chú cứ hết sức cậu cháu. Hai chú cháu mình co nhau luôn, bên trong là nó có dây dù chắc lắm chú ạ. Đúng rồi. Đấy. À, cái mic mà đa phần các bác là cái mic không dây ấy, à mic có dây ấy, thì nhược điểm phần lớn nhất là nó hay bị lỏng cái phần chuôi mic. Thì cái con này nó cái gen nó vặn nó rất là chắc đúng không chú? Cực kỳ chắc luôn, nó không bao giờ bị lỏng đâu. Cái thứ hai là cái phần dây mic mà thường những cái dây đợt trước là nó kém. Nhưng mà những cái dây đời mới bây giờ nó bện cả cái dây dù bên trong. Và cái chất liệu đồng của nó bên trong nó rất là tốt, truyền tải tín hiệu tốt. Và nó có cái dây dù trợ lực bên trong, rất là bền luôn các bạn. Con này thì nếu mà bình thường ví dụ như mà hai thanh liên kéo nhau được. À, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Và em ở bên Lương Âm Thanh thì tiện hôm nay có một cái đơn hàng ở đây thì cũng rất là vui. Giới thiệu cho các bác bằng cách là phân cái để mà nâng cấp âm ly lên. À, cái video này cũng rất là thiết thực cho các bác vì đa phần là các bác ở nhà đang sử dụng âm ly thì đừng vội bỏ âm ly đi, hãy mua thêm một con vang cơ và lắp vào. À, thì sẽ âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều và chúng ta lại cũng giảm cái bớt chi phí đầu tư. À, cảm ơn các bác và em bên Lương Âm Thanh và bên em chuyên cung cấp những cái sản phẩm, những thiết bị phục vụ âm thanh hát karaoke. Thì bác nào có nhu cầu thì liên lạc với bên em với rất nhiều những cái mẫu sản phẩm để phục vụ các bác, thì với giá thành hợp lý cho các bác nào có nhu cầu thì liên lạc với bên em. Cảm ơn các bác, em xin chào các bác ạ. Và các bác khi mà theo dõi video của bên em ấy thì ở dưới mỗi cái video ở trên YouTube thì đều có những cái nút đăng ký. Thì các bác yêu thích Lương Âm Thanh, ủng hộ Lương Âm Thanh thì các bác hãy tích vào chữ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em. Đấy, và xem sớm nhất những cái video, những cái sản phẩm em mới phát hành ở trên YouTube. Cảm ơn các bác, em xin chào các bác ạ.